Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi cải lương Một quán Nguyễn Trọng Quyền năm 2023 dành cho các nghệ sĩ diễn viên đang hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương cả nước. Dự kiến vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trong tháng 9, vòng bán kết trong tháng 10, vòng chung kết và tổng kết trao giải tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, kết hợp với chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày mất cố soạn giả Một quán Nguyễn Trọng Quyền. Cuộc thi nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống đơn ca tài tử và cải lương Nam Bộ và cũng là hoạt động thiết thực để tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cố soạn giả Một quán Nguyễn Trọng Quyền, soạn giả tiên phong của Cần Thơ, vị hậu tổ có nhiều công lao vun đắp nền nghệ thuật sân khấu cải lương Cần Thơ nói riêng và Nam Bộ nói chung.